Theo ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, đến 7 giờ sáng ngày 13 tháng 6, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khoanh vùng để dập tắt đám cháy dữ dội xảy ra tại công ty Scavi Huế nằm trong khu công nghiệp Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thừa Thiên Huế đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ cùng xe chữa cháy đến hiện trường để khống chế ngọn lửa, không cho cháy lan. Tuy nhiên, do đây là doanh nghiệp dệt may có nhiều nguyên liệu dễ bốc cháy nên ngọn lửa vẫn bốc cao ngùn ngụt. Ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền cho biết, theo thông tin ban đầu, đám cháy bất ngờ bùng phát tại công ty Scavi Huế từ lúc 2 giờ 30 phút sáng nay 13 tháng 6. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực triển khai các biện pháp chữa cháy và khoanh vùng để hạn chế cháy lan nên chưa thể thống kê thiệt hại. Công ty Scavi Huế là công ty con của tập đoàn Financier Blau Pháp, doanh nghiệp FDI chuyên về dệt may các sản phẩm nội y, đồ tắm, áo quần thể thao, đồ bảo hộ tại Việt Nam.